Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện rất hay có tựa đề là Hồn về giải oán của tác giả Cổ Nguyệt là câu chuyện chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu cùng mời quý vị và các bạn đón nghe trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện rất hay này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trong một căn nhà ba gian khá rộng, khung cảnh náo nhiệt đang rộn ràng tiếng cười tiếng nói. Không gian đỏ tươi tràn ngập hỷ sự để mừng ngày gia chủ là ông Hai Lĩnh thành hôn. Hai Lĩnh năm nay cũng ngũ tuần, cứ tưởng đâu là lòng của ông đang nguội lạnh sau từng ấy năm đơn chiếc vì người vợ đầu đã không may mất sớm. Thế nhưng may mắn làm sao bây giờ ông lại tìm được người hợp ý. Cho nên qua một thời gian bày tỏ tấm chân tình thì cuối cùng người phụ nữ ấy cũng thuận lòng trao gửi. Cô tên là Mỹ, nhà ở cùng ấp. Mỹ năm nay còn khá trẻ, mới ngoài 20. Nhưng có lẽ vì hoàn cảnh gia đình túng thiếu, cô chấp nhận lấy Hai Lĩnh để cho cha mẹ mình có cuộc sống an nhàn. Lúc đầu cô cũng còn do dự lắm, bởi vốn không thương mà lại còn thêm vấn đề chênh lệch về tuổi tác. Nhưng khi ngoảnh đầu lại nhìn, thì gia cảnh ở nhà của mình như vậy, cho nên Mỹ mới đành nhắm mắt đưa chân. Thế thì dù có lỡ phận cũng chẳng sao, miễn gia đình được đủ đầy, có cơm ăn áo mặc là cô cũng được phần nào nhẹ lòng vì đã lo xong chu toàn chữ hiếu. Tới giờ hoàng đạo, Hai Lĩnh vì không có cha mẹ cho nên buộc phải nhờ vợ chồng người hàng xóm giúp mình làm chủ hôn. Cầm và chồng già cũng vui vẻ ngồi trên hàng ghế từ đường để nhận lệ. Mỹ ngước mắt nhìn ngó lên bức di ảnh của người vợ trước của chồng. Bà thật là hiền lành, nét phúc hậu không giấu được dù chỉ là qua tranh họa. Hai Lĩnh mỉm cười nhìn Mỹ rồi nói: "Nếu mẹ em không thích thì để anh xây thêm một cái nhà riêng để bàn thờ." Mỹ mở to mắt lắc đầu: "Không phải, tôi... à không, em không có ý kiến gì đâu. Mình cứ để bàn thờ của chị ở đây." Hai Lĩnh gật đầu, bởi nói thì nói vậy thôi. Chồng cũng vốn biết tính tình của Mỹ. Cô dịu dàng tháo vát lại còn hiền hậu, không bao giờ suy tính. Vì vậy cho nên mà hồi trước mới gặp Mỹ có vài lần, Hai Lĩnh đã quyết lòng phải cưới cho bằng được cô về làm vợ. Không khí trong nhà lúc này lại càng thêm náo nhiệt, bởi khách ở bên ngoài còn đang nườm nượp để chúc mừng. Hai Lĩnh lấy được vợ trẻ thì vui lắm, cứ cầm đi lên cụm từ bàn này qua bàn khác. Cho đến khi xong xuôi hết đám cưới, khách khứa đều đã ra về, thì ông cũng nằm vật lên giường ngủ một mạch, để mặc cho Mỹ một mình trong căn phòng xa lạ khi mới ngày đầu tiên bước chân về nhà chồng. Nhưng Mỹ không nên làm buồn mà lại cảm thấy được nhẹ nhõm hơn, bởi dù sao thì cô cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để ngủ hay là thân mật với một người đàn ông, điều mà từ trước đến giờ cô chưa từng nghĩ tới. Mỹ nằm yên ở một góc, cô không thể nào ngủ được, phần vì lạ chỗ, phần thêm trong đầu lại đang có nhiều suy nghĩ cứ chạy nhảy mông lung. Ngó qua thì Hai Lĩnh đang ngủ say, miệng ngáy khò khò. Mỹ bất giác ngồi dậy, cô nhẹ nhẹ bước xuống giường rồi mở cửa đi ra ngoài, định hít thở chút gió trời cho dễ ngủ. Ở bên ngoài, không gian của buổi đêm thật trong lành yên tĩnh. Từng cơn gió nhẹ thoảng qua còn mang theo phảng phất của mùi hương hoa lại thơm ngát, làm cho Mỹ lúc này cảm thấy trong lòng của mình vô cùng dễ chịu. Cô chậm rãi đi dọc hành lang, men theo cơn gió lần ra khoảng sân ở sau nhà. Gặp hai người đầy tớ, Mỹ gật đầu trả lời khi nghe người ta hỏi sao đêm rồi mặc bà còn chưa ngủ. Tôi lạ chỗ cho nên khó ngủ, chắc vài bữa nữa mới quen. Mà mọi người đừng kêu tôi bằng bà, tôi ngại lắm. Một người phụ nữ trung tuổi nghe vậy thì liền bước ra mỉm cười, thái độ cung kính rồi nói: "Dạ đâu có được ạ. Bây giờ bà là bà chủ của chúng tôi, không gọi vậy ông lại phật ý dày la tội nghiệp chúng tôi đâu bà." Mỹ hiểu vì Hai Lĩnh vốn là thuộc người có chức có quyền, ông làm cán bộ trên xã. Và những năm mà vùng đất Nam Bộ chỉ vừa thoát khỏi ách cai trị của chế độ Mỹ Ngụy, thì các chức danh như là bá hộ hay hội đồng cũng từ từ được dẹp bỏ.
thay vào đó là các công chức của bộ máy nhà nước mới dân chủ. Tuy có thay đổi nhiều về cách thức làm việc với chức danh địa vị, nhưng văn hóa từ bao đời nay vẫn giữ nguyên. Những người giàu sang có chức có quyền thường được tôn kính, nhà cửa vẫn có đầy tớ, xưng hô chủ cả như vậy cũng đã thành quen. Mỹ gật đầu, cô mỉm cười rồi nói, vậy thôi mọi người đi nghỉ đi, hôm nay chắc cũng mệt mỏi lắm. Đám người làm cung cúc vâng dạ, rồi sau đó mới cúi chào rời đi. Mỹ cảm thấy không quen, vì cô xuất thân cũng ở phận nghèo hèn, tự dưng nên được gọi là bà, lại còn với cái thái độ cung kính như vậy, cho nên trong lòng cảm thấy có gì đó không được tự nhiên. Mỹ nhìn theo đám người làm đợi cho họ đi khuất, rồi mới dạo bước đi ra khoảng sân sau. Cô nhìn thấy bên ngoài có một bộ bàn ghế gỗ, bên cạnh là giàn hoa thiên lý đang tỏa hương thơm lừng. Mỹ chậm chậm bước ra, nhẹ nhàng ngồi lên trên chiếc ghế, đoàn đưa lấy mũi hít hà, sau đó thì mỉm cười tự mình nói khẽ, thơm quá, đúng thật là dễ chịu. Đang nhắm nghiền để tận hưởng bầu không khí trong lành của buổi đêm, thì đột nhiên Mỹ nghe có một giọng nói âm vang lanh lảnh cất lên từ đằng sau lưng của mình. Em chưa ngủ sao? Mỹ giật mình quay phắt lại, cô nhìn thấy một người đàn bà còn trẻ, khuôn mặt xinh đẹp nhưng hơi tái, mái tóc đen dài xõa ra phủ cả chấm lưng. Bà ta nở một nụ cười hiền lành nhìn Mỹ rồi nói tiếp. Ngày đầu tiên về đây, em lạ chỗ không ngủ được sao? Mỹ thoáng nhíu mày, nhưng nghĩ chắc cũng là người ở trong nhà, cho nên cô nhẹ gật đầu mỉm cười rồi trả lời. Dạ, em hơi khó ngủ. Chị là ai à? Xin lỗi tại em chưa biết. Người đàn bà cười hiền nhưng ánh mắt lại đượm buồn sâu thẳm. Bà ta khẽ lắc đầu cất giọng nói xa xăm. Chị chỉ là người làm trong nhà thôi. Em thấy ở ngoài này sợ gió lạnh cho nên ra hỏi thăm. Thôi em vào ngủ đi, chị cũng đi. Mỹ bất giác hỏi, chị đi đâu? Người đàn bà lại cười nhìn Mỹ rồi đáp, thì đi vào nhà, chị còn một số công việc ở dưới bếp. Mà em đẹp quá, ông chủ quả thật là khéo chọn, đúng là vừa trẻ lại vừa đẹp. Thôi em ngủ sớm đi nhé, khi nào rảnh mình nói chuyện sau. Nói xong người đàn bà mới vụt đứng lên, quay bước trở vào bên trong. Mới nhìn theo ngơ ngác, còn chưa kịp hỏi thêm câu gì thì bóng dáng của người đàn bà kia đã khuất dần sau cánh cửa. Mỹ lúc này mới nghĩ thầm trong đầu, là người làm mà không gọi cô bằng bà giống như hai người hồi nãy, thì chắc có lẽ người đàn bà ấy cũng phải có một vị trí nào quan trọng trong nhà. Mỹ nhún vai không quan tâm tới nữa mà tiếp tục ngồi lại để hóng gió. Cho đến khi cơn buồn ngủ kéo tới, cô mới vươn vai đứng dậy rồi từ từ đi vào trong phòng ngủ. Những ngày tiếp theo Mỹ cũng dần quen với cuộc sống mới. Cô ở bên cạnh hai lĩnh nhiều nên đâm ra cảm mến, vì dù sao bây giờ hai người cũng đang mang cái nghĩa vợ chồng. Huống hồ là hai lĩnh lại rất tốt với cô, luôn nhẹ nhàng quan tâm, chăm sóc ân cần, khiến cho Mỹ cảm thấy lòng của mình thêm phần nào ấm áp. Mỹ pha một ấm trà thơm đem vào trong phòng gọi chồng, cô tươi cười nhỏ giọng. Anh uống trà đi rồi đi làm, trời còn sớm cho nên lạnh lắm. Hai lĩnh đang mặc quần áo, mặc dù trung tuổi nhưng sắc vóc của ông còn cao lớn khỏe mạnh. Hai lĩnh mỉm cười bước tới ngồi xuống, nhìn ly trà đang nghi ngút khói mà thơm ngát hương. Ông lúc này dịu dàng rồi nói. Cảm ơn em nhé, sau mấy cái chuyện này em cứ bảo người làm, em không cần phải nhọc công vậy đâu. Mỹ khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh, cô nhuận miệng cười trả lời. Bổn phận của em mà, chăm sóc cho chồng thì có gì nhọc công đâu. Anh đừng nói vậy, anh uống trà đi. Hai lĩnh bưng lít đi trà nhấp nhỏ một ngụm. Ông cảm thấy vô cùng ấm áp với hạnh phúc hiện tại của mình. Bấy lâu nay cứ ngỡ trong lòng nguội lạnh, ấy vậy mà bây giờ may mắn vẫn còn được trời thương, ban cho một người vợ đẹp lại còn hiền. Hai lĩnh tự mỉm cười, hôn nhẹ lên má của vợ một cái rồi nói. Thôi, anh tới cơ quan nhé. Em ở nhà có buồn thì đi xuống bếp nói chuyện với chị Dần hay là con Cúc.
Ở nhà có hai người làm là nữ thôi. Mỹ gật đầu rồi sực nhớ ra cái chuyện đêm trước. Cô liền nhíu mày hỏi, ủa sao chỉ có hai người? Còn cái chị kia? Hải Lĩnh nhướng mắt hỏi, em nói chị nào? Mỹ lúc này mới nhớ lại, đúng là mấy hôm nay cô không nhìn thấy người đàn bà ấy, chỉ có mỗi bà Dần và con Cúc ở dưới bếp. Mỹ lục lại trong đầu, hình như khuôn mặt của bà ta rất quen, thế nhưng cô lại không nhớ rõ. Cô liền ngước mắt lên nhìn Hải Lĩnh. Anh nói trong nhà chỉ có hai người làm là con Cúc với chị Dần thôi sao? Hải Lĩnh gật đầu. Mỹ lại hỏi tiếp, vậy thì cái chị hôm trước em gặp là ai? Chị nói chị cũng là người làm. Hải Lĩnh chưa kịp hiểu, nhưng ngó qua thì cũng sắp trễ giờ tới cơ quan, cho nên tạm thời bỏ qua không hỏi nữa. Ông vừa đứng dậy xách cái cặp táp nhìn Mỹ. Thôi anh đi nhá. Chiều em nhớ dặn chị Dần nấu canh chua bông điên điển. Anh sẽ về ăn cơm sớm với em. Mỹ gật đầu cười. Cô vì đang vui vẻ nên quên luôn cái chuyện mình vừa định nói. Mỹ nhìn theo bóng lưng của chồng khuất dạng rồi đứng ngây ra. Bất giác cô phát hiện ra một điều, là không ngờ mình đã yêu Hải Lĩnh thật lòng, chỉ mới sau có mấy ngày đầu gần gũi. Buổi chiều Mỹ nằm mít trên giường đâm ra hơi chán. Cô bèn đi xuống bếp định bụng tự tay nấu canh chua bông điên điển cho chồng. Cô thấy bà Dần đang ngồi cắt một rổ cá linh. Mỹ liền mỉm cười ngồi xuống bên cạnh rồi hỏi, cá này là chị Dần mua hay bắt vậy? Bà Dần giật mình ngước mắt lên khép nép rồi trả lời, dạ cá này mua ngoài chợ đó bà chủ, chứ nhà mình đâu có ai lội sông mà bắt được đâu. Nhưng mà tươi ngon lắm, bà chủ yên tâm, cũng là người trong xóm mình bắt rồi đem bán đó. Mỹ gật đầu. Đoàn giật lấy cây kéo đang trên tay của bà Dần nói, cứ để cô làm cho. Bà Dần vì sợ Hải Lĩnh trách phạt cho nên không dám, thế nhưng Mỹ vẫn một mực nói, chị cứ để em làm cho, em mà không em buồn lắm. Mấy cái chuyện này hồi trước ở nhà em làm quen rồi, đâu có sao đâu. Em không nói lại với anh hai đâu, chị đừng có lo. Bà Dần không cản được cho nên cũng đành phải để cho Mỹ làm. Cô rất vui lại còn vừa làm vừa nói chuyện râm ran với bà Dần và con Cúc. Ở bên trong gian bếp rộng rãi lúc này, mùi khói củi bốc lên hòa quyện với mùi thơm lừng của cái hương vị canh chua bông điên điển cá đầm. Nghe thật ngọt ngào như thắm đượm thêm cái tình cái nghĩa của những con người nông dân vốn sống ở miệt quê hiền lành và chất phác. Nồi canh gần nấu chín, Mỹ chợt nhớ ra là món này cần phải có rau nêm. Cô liền ngó ra đằng sau vườn, thấy có trồng rất nhiều húng quế, cho nên vội vàng đi ra định hái lấy mấy đọt vào để nêm canh. Tầm này trời cũng đã gần chạng vạng, Mỹ vô tình ngước mắt ra nhìn vào bên kia bờ ao. Cô bất giác giật mình khi thấy có bóng của một người đàn bà đứng đó trước cửa của một căn nhà nhỏ cũ nát. Căn nhà trông giống như một cái am, nhưng không phải là am, vì nó có cả cửa sổ nhưng bị đóng kín bằng hai cây gỗ dày. Mỹ khẽ nhíu mày thắc mắc, vì mới vừa thoáng qua đã không còn nhìn thấy bóng dáng của người đàn bà kia đâu. Cô đứng vụt dậy dựa bước đi vòng qua đó. Căn nhà nhỏ chung quanh bị cỏ dại mọc đầy ở dưới chân bao phủ, tường vôi đổ nát, mái ngói toàn rêu. Mỹ những mày muốn ngó vào bên trong để xem, nhưng cánh cửa lớn cũng đã bị dính chặt bằng hai ba miếng gỗ. Mỹ không hiểu căn nhà này dùng để làm gì, cho nên chậm rãi bước tới gần hơn, ghé mắt nhìn vào bên trong qua khe cửa nhỏ xíu. Đang cố giữ người thì bỗng nhiên bị giật mình bởi một giọng nói đột nhiên cất lên ở đằng sau lưng. Bà chủ, canh sôi lắm rồi, bà làm gì ở đây vậy? Mỹ hoàng hồn quay lại thì thấy bà Dần đang đứng nhìn mình. Trên tay của bà còn cầm theo cây vá múc canh, nhưng mà khuôn mặt không hiểu sao tự nhiên lại xám xịt, như kiểu sợ sệt thứ gì đó. Mỹ lúc này sực nhớ ra nên cô vỗ nhẹ vào trán rồi trả lời, thôi chết rồi em quên. Em tính đi hái rau húng quế mà lại... Mỹ nói đến đây thì tự nhiên dừng lại, bởi cô không biết phải nói thế nào về chuyện đã nhìn thấy người đàn bà kia. Bà Dần lúc này thái độ tự nhiên trở nên khẩn trương. Bà vội vàng níu cánh tay của Mỹ kéo cô về nhà, vừa đi vừa nói khẽ, thôi
đi về thôi bà chủ ơi, ở ngoài này nhiều muỗi lắm. Cả hai nhanh chóng đi vào rồi sau đó tiếp tục cùng nhau nấu xong bữa cơm chiều, cũng là lúc Hải Lĩnh đi làm về. Buổi tối hôm ấy Mỹ cứ nằm trằn trọc không thể nào ngủ được. Hải Lĩnh thấy vợ như vậy thì liền xoay người sang hỏi: em sao vậy? Trong người khó chịu chỗ nào phải không? Mỹ lắc đầu định không nói, thế nhưng cứ nhắm mắt vào cô lại nhớ tới bóng dáng của người đàn bà kia. Chỉ tiếc là Mỹ không nhìn rõ được khuôn mặt. Lúc này tự nhiên cô bất chợt nhớ về cái vụ việc hôm trước, cho nên liền quay người vòng tay ôm lấy Hải Lĩnh rồi nhỏ giọng: anh à, trong nhà mình từ trước đến giờ chỉ có chị Dần với con Cúc làm công phải không? Hải Lĩnh gật đầu trả lời: ờ, chỉ có hai người đó với cậu Hùng lái xe cho anh. Sao em hỏi vậy, có chuyện gì sao? Mỹ ậm ừ vì thật lòng cô cũng không biết cô nên nói ra hay không. Bởi dù sao thì nếu như người đàn bà kia đã khẳng định mình là người trong nhà, trong khi Hải Lĩnh lại phủ nhận như vậy, thì cô lại nghĩ biết đâu lại có ẩn tình gì đó mà chồng mình không thể nói ra. Và cũng không phải là Mỹ không có cái máu ghen khi nghĩ tới trường hợp giữa hai người biết đâu lại có dính líu gì đó với nhau, cho nên Hải Lĩnh mới ra chiều giấu giếm. Nhưng nếu sự thật là như vậy thì Mỹ lại càng không dám hỏi, bởi vì cô rất sợ khi đối diện với sự thật phụ phàng đó. Hải Lĩnh lúc này đợi mãi cũng không nghe thấy vợ trả lời, ông lại bắt đầu hỏi tiếp: sao vậy, em có chuyện gì hả? Mỹ giật mình, cô vô thức lắc đầu trả lời: à không có gì đâu, em tiện miệng em hỏi vậy thôi. Thôi mình ngủ đi, sáng mai còn đi làm, cũng trễ rồi đó. Hải Lĩnh vốn bản tính cũng dễ chịu, chẳng mấy khi suy nghĩ nhiều chuyện gì, cho nên mới gật đầu mỉm cười. Ông hôn lên trán của vợ một cái rồi ôm cứng lấy Mỹ vào lòng, ngủ một giấc ngon lành cho đến sáng. Buổi chiều lại, Mỹ vẫn thói quen là đi xuống bếp để tự tay chuẩn bị những món ăn ngon nhất cho chồng. Đang ngồi nhặt mớ rau, Mỹ không kiềm chế được sự tò mò từ qua đến giờ, cho nên nhìn bà Dần rồi hỏi: chị Dần, bộ ở trong nhà có mình chị với con Cúc phụ việc thương à? Bà Dần thoáng ngơ ngác thế nhưng vẫn gật đầu trả lời: dạ đúng rồi bà chủ, trước giờ có mình tôi với con Cúc. Bà chủ về đây cũng hơn tuần trăng rồi, bà cũng biết sao lại hỏi vậy. Tôi thuận miệng tôi hỏi vậy thôi, tại thấy nhà cửa rộng rãi có hai người làm liệu ổn không? Bà Dần lúc này tươi cười, tay vừa nhặt rau vừa trả lời: trời đất ơi, cái chuyện này bà chủ yên tâm, hồi trước cũng có một mình tôi làm, sau này nhà con nuôi thêm gà vịt nhiều này nọ, ông chủ mới mướn thêm con Cúc để phụ tôi đó. Mỹ nghe xong thì gật gù, nhưng cô lại hỏi tiếp: vậy hồi đó lúc chị cả còn sống thì nhà có mấy người làm, chị đã làm chưa? Bà Dần lắc đầu đáp: về chuyện này thì tôi không biết, bởi vì hồi đó bà chủ trước mất cũng đã khoảng mấy năm, sau thì tôi mới vào làm. Mỹ đột nhiên im lặng vì vẫn còn hoài nghi về chuyện hôm trước đã gặp người đàn bà nọ, thế nhưng cô lại không dám hỏi. Lúc này đột nhiên Mỹ nhớ lại căn nhà ở phía bên kia bờ ao, cô hỏi bà Dần tiếp: ờ, còn cái nhà đằng sau vườn đó để làm gì chị biết không? Sao lại bị đóng ván kín mít vậy? Bà Dần ngắc nhắc đến căn nhà thì đột nhiên nét mặt trở nên xanh mét. Bà ta níu tay của Mỹ, cố kéo cô lại gần, sau đó thì thầm: trời đất ơi, hôm qua tôi quên không nói với bà chủ, bà tuyệt đối không được ra đó nữa, nhớ chưa? Cái nhà đó là chỗ chôn người chết đó. Hôm qua thấy bà ra đó tôi sợ hết hồn mà quên nói. Nhưng mà bộ ông chủ không có dặn bà sao? Mỹ thoáng ngỡ ngàng vì những câu bà Dần vừa nói. Tự nhiên cô thấy trong người của mình dợn lên một cảm giác gì đó lạnh lạnh. Hai cánh tay nổi đầy gai ốc, Mỹ lắp bắp hỏi: chị nói gì? Là nơi chôn người chết? Bà Dần gật đầu trả lời khe khẽ: dạ đúng rồi, cái chuyện này do cậu Hùng nói lại cho tôi với con Cúc nghe. Tại hồi đó tôi mới về làm, tụi tôi hay nhìn thấy mấy thứ không sạch sẽ. Sau đó cậu Hùng dặn là dù đêm hay ngày cũng không được tới gần căn nhà đó, còn cho tụi tôi bùa để đeo trên cổ, cho nên tôi với con Cúc mới không còn bị phá nữa.
Cúc đang ngồi bên cạnh đãi gạo, nghe vậy thì cũng sấn qua. Nó móc trong cổ áo ra một sợi dây chỉ đỏ, có quấn thêm một miếng vải gì đó màu vàng. Nó nhìn Mỹ rồi nói: Dạ đúng rồi đó ba chú. Hồi con mới vô vào nhà làm đó, tới nào con cũng nhìn thấy một người đàn bà lượn lờ đó. Con sợ quá trời quá đất. Nhưng mà từ lúc anh Hùng cho con cái lá bùa này đó là im du, con không nhìn thấy nữa. Mỹ lúc này nghe qua tự nhiên trong lòng lại dấy lên một cái ý nghĩ. Vậy có lẽ nào cái người đàn bà mà hôm trước cô gặp đó có phải chăng là một hồn ma? Mỹ cứ như vậy thất thần đưa ánh mắt nhìn về một hướng mông lung. Cho đến khi thì bà dần lay gọi cô mới hoàn hồn. Bà chú, bà sao vậy? Mỹ ậm ừ khuôn mặt xanh xao đáp. À không có gì đâu. Nhưng mà chị có biết là căn nhà đó chôn ai không? Bà dần lắc đầu đáp. Cái này tôi không biết. Bà hỏi ông chủ đi. Tụi tôi chỉ nghe cậu Hùng nói đó là một người bị bệnh truyền nhiễm, nên lúc chết phải chôn sâu lắm. Sao còn bị đóng ván niêm phong lại đó? Mỹ nghe vậy thì gật đầu không hỏi thêm. Cô đưa mắt ngó ra ngoài vườn, vẫn nhìn thấy được thấp thoáng căn nhà nhỏ cũ nát, rêu xanh phủ đầy. Dáng vẻ thì trầm mặc lạnh lùng ẩn hiện trong bóng tối chập choạng, lúc này cũng đang dần dần bao phủ. Buổi tối lại sau khi cơm nước xong xuôi thì hai Lĩnh mới kéo Mỹ vào trong phòng. Vợ chồng vui vẻ với nhau được một chút thì ông mới lấy vội trong cặp tháp ra một sợi dây chỉ đỏ. Hai Lĩnh đưa cho Mỹ cầm sau đó nói: Em đeo vào đi, anh mới thỉnh trên chùa về đó. Cái gì vậy anh? Ờ cũng không có gì đâu, cái này là bùa bình an thôi, em cứ đeo vào trong người, có thờ có thiêng mà. Mỹ cầm sợi chỉ đỏ lên ngắm nghía một hồi, đột nhiên ánh mắt rực sáng vì cô nhận ra trông nó hệt như sợi chỉ đỏ có xin bùa của con Cúc mà hôm qua cô nhìn thấy. Mỹ vừa định lên tiếng hỏi nhưng không hiểu tại sao lại im lặng. Trong lòng có một cảm giác gì đó vừa hoài nghi vừa sợ hãi mơ hồ. Thế vợ có phản ứng lạ, hai Lĩnh nhíu mày hỏi: Em sao vậy? Mỹ ngập ngừng nhưng rồi cuối cùng không kiềm chế được sự tò mò, cô liền hỏi: Cái này để trừ tà phải không anh? Hai Lĩnh lúc này mới nhẹ thở ra. Có lẽ ông hiểu không thể nào giấu được, vì dù sao ở trong nhà ai cũng biết. Hai Lĩnh kéo lấy tay của Mỹ ngồi xuống rồi bắt đầu chậm rãi nói: Anh cũng không muốn giấu em làm gì cả. Đúng là sợi dây đó dùng để trừ tà. Cái chuyện này nó khá dài dòng, em có muốn nghe thì anh kể cho nghe. Mỹ tất nhiên là muốn, cho nên liền mau mắn gật đầu. Hai Lĩnh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời bên ngoài đang tối đen, gió thổi vi vút nghe tựa hồ như tiếng than khóc thê lương của những oan hồn. Nét mặt của hai Lĩnh tự nhiên có chút buồn. Ông trầm giọng rồi sau đó bắt đầu từ từ kể lại. Hai Lĩnh vốn từng có một người em gái tên là Trang, nhỏ hơn mình 3 tuổi. Từ bé đã đi theo anh hai sống này đầy mài đó, chịu biết bao nhiêu khổ cực với đủ thứ nghề. Cho đến khi hai Lĩnh cưới vợ, là Hường con gái của một nhà phú hộ giàu sang có tiếng nhất vùng, thì cuộc sống của hai anh em họ mới được gọi là bình yên, tạm qua những tháng ngày long đong bị cực. Hường là một cô tiểu thư đại các, từ nhỏ quan sống cảnh giàu có, thế nhưng tính tình thì lại ôn nhu hiền dịu. Bà thương hai Lĩnh bởi ông vốn có tiếng giỏi giang và thật thà, lại còn được cái sức vóc khỏe mạnh, biết làm đủ thứ công chuyện. Rồi sau hai người đã nên nghĩa vợ chồng, cha mẹ của Hường mới để lại cơ ngơi mà lui về miền sống ở ẩn an hưởng tuổi già, không còn bận tâm để mặc cho đôi vợ chồng trẻ tự mình quán xuyến. Chàng cũng theo về đó để ở cùng, bởi dẫu sao thì cô cũng chỉ có một mình hai Lĩnh là người thân. Nay anh trai đã yên bề gia thất thì cũng phải lo chu toàn cho chữ em gái nhỏ đáng thương vốn đã sớm mồ côi cha mẹ. Hưởng bản tính đôn hậu nên rất thương em chồng, có cái gì ngon cái gì đẹp cũng để lại dành cho Trang. Thậm chí tới lúc Trang đã ở tuổi cập kê, Hưởng còn bàn với chồng: Anh này, em thấy cô út cũng xuân thì rồi, hay là mình tìm chỗ nào tốt nhìn đứng cái bụng gà cô đi, cho cô có nơi có chốn. Hai Lĩnh gật đầu đáp: Em nói cũng phải,
Con gái lớn rồi trước sau gì cũng phải lấy chồng mà. Hưng mỉm cười rồi nói tiếp. Không biết cô út nhà mình có ý chung nhân chưa? Hai anh lựa lời hỏi thử cô xem thế nào. Lỡ đầu cô có người thương rồi mà mình tổ ý làm mai đâm ra lại không hay. Hai lính gật đầu nghe lời của vợ. Rồi sau mấy lời bộc bạch, Trang cũng nói là mình đã có người hẹn ước. Hai lính liền hỏi. Là ai? Dạ đó là anh Kiểm, nhà ở xóm trên đó anh hai. Tụi em cũng đã quen nhau lâu rồi mà chưa dám thưa chuyện với anh chị. Hai lính gật đầu mỉm cười nhìn Trang rồi nói. Được rồi, em lớn rồi thì anh chị cũng không cấm đoán. Nhưng mà thân con gái có lứa có thì, biểu nó nói với gia đình qua đây thưa chuyện do anh chị gả. Tự nhiên nghe đến đây Trang lại ngập ngừng. Dạ anh ấy đi làm ăn xa, mấy năm nữa mới về. Hai lính nhìn thấy nét buồn ẩn chứa trong đôi mắt của em gái, biết là không tiện hỏi cho nên chỉ đành ậm ừ, an ủi đôi ba câu rằng thôi thì cố gắng đợi một vài năm, sau đó ắt sẽ được viên mãn. Vậy là từ đó Trang cứ lủi thủi một mình, ngày đêm vò võ bên những bức thư tay, cứ thưa dần theo từng năm tháng. Cho đến một ngày nọ có người đưa tin là Kiểm đã lấy vợ ở nơi đất khách. Trang đau đớn vật vã, cô khóc ròng suốt mấy đêm liền rồi đổ bệnh nằm liệt giường suốt một thời gian dài. Trang không ăn không uống, cũng chẳng buồn vệ sinh tắm rửa. Cơ thể bắt đầu có những dấu hiệu lở loét, toàn thân bốc ra một mùi hôi tanh nồng nặc, cho đến khi sức cùng lực kiệt. Trang đã không còn chống cự được nữa mà nằm gục chết trên giường, nhưng đôi mắt vẫn mở trừng trừng như thể không cam lòng về một điều gì đó. Hà Lĩnh cố nén đau buồn đem chôn em gái trong mảnh đất nằm phía sau vườn. Nhưng chỉ mới được có vài hôm thì cây cỏ cùng gia súc gia cầm chung quanh không hiểu vì sao lại lăn đùng ra chết. Hà Lĩnh cho mời thầy về. Thầy nói rằng là do Trang bị bệnh truyền nhiễm, mặc dù chôn sâu nhưng tử khí cộng với oán khí quá nhiều vẫn có thể thoát ra gây ảnh hưởng tới mọi vật và mọi người trong nhà. Ông ta nói nếu muốn được yên thì phải xây thêm một căn nhà nhỏ bao bọc ngôi mộ lại, đóng gỗ xạ hương niêm phong thật kín, còn phải dán bùa lên cửa thì mọi thứ mới mong được hóa giải. Hai lính tuy rằng rất thương em gái nhưng cũng buộc phải làm theo, vì với ông người còn sống mới là quan trọng. Và cũng bắt đầu từ đó, cứ mỗi đêm trăng tròn là oan hồn của Trang lại hiện về khắp. Có khi cô còn gào thét quậy phá rồi dọa dẫm bất cứ người nào cô nhìn thấy. Hà Lĩnh không làm gì được cho nên mới phải đi xin bùa về để phòng thân. Ông cũng rất lâu sau đó mới dám mướn người làm trong nhà. Mỹ ngồi im để lắng nghe, bất giác cảm thấy thương cho người em gái chồng xấu số. Cô lúc này nhỏ giọng. Chắc là tại cô út giận, đang không bị dán bùa chấn niệm. Dù sao cô cũng là người thân của mình mà. Hà Lĩnh đột nhiên nét mặt tối sầm, ông nói. Nếu như nó không bị bệnh, anh cũng đâu nỡ làm vậy đâu. Em có biết Hưởng về những ngày cuối cùng phải chăm sóc cho nó, nên cô cũng lây bệnh mà chết theo. Trời đất, ý của anh nói chị cả mất là do bị lây bệnh của cô út. Đúng vậy, Hưởng vì thương em chồng cho nên cố gắng chăm sóc, nhưng mà không may cô lại bị nhiễm bệnh. Mà thầy bảo nếu như không có chấn con Trang, có khả năng nó sẽ hóa quỷ. Bữa đó chỉ có thể giam giữ oán khí của nó, chứ không giam được vong hồn. Vì vậy nó vẫn cứ hiện về hoài đó. Anh sợ nó quấy phá gì em, cho nên là mới đi chùa để thỉnh bùa về, để em đeo phòng thân. Mỹ lúc này đã tỏ tường câu chuyện. Cậu nhớ lại cái người đàn bà hôm trước rồi nghĩ trong đầu. Chắc chắn đó là vong hồn của Trang chứ không ai khác. Thế nhưng tại sao cô lại không dọa dẫm gì mình? Không đáng sợ, cũng không có gì gọi là nguy hiểm. Thế vợ trầm ngâm, hai lính lúc này liền nhướng mày lên rồi hỏi. Em sao vậy? Mỹ giật mình định bụng kể lại, thế nhưng không hiểu sao im lặng, chỉ ậm ừ rồi nói. À không có gì đâu, em chỉ là đang suy nghĩ thấy thương cho chị cả. Hai lính khẽ thở dài, ánh mắt xa xăm nhìn về ngoài trời như đang tưởng niệm. Được một lúc sau ông chớp miệng nhìn Mỹ. Thôi thì người có số, bây giờ mình ngủ đi trễ rồi, em nhớ đeo bùa vào cẩn tắc vô ấy nấy.
Mỹ mím môi khẽ gật đầu. Hai vợ chồng lại ôm nhau nằm ngủ, mà đâu hề biết được rằng bên ngoài cửa sổ có một đôi mắt đen tuyền đang nhìn họ đăm đăm. Mấy ngày sau, Mỹ dần quên đi chuyện về căn nhà sau vườn. Cô cũng không gặp lại người đàn bà kia thêm lần nào nữa. Những tưởng cứ như vậy là yên cho tới một buổi chiều. Mỹ đang ngồi dưới bến sông ngắm nhìn cảnh hoàng hôn trong lúc chờ đợi chồng về, thì bất chợt cô nghe thấy tiếng kêu ăng ẳng phát ra từ trong đụm cây trà dưới nước. Mỹ đưa mắt nhìn xuống thì phát hiện một con chó đang mắc kẹt ở gần đó. Chắc là nó đi tìm mẹ cho nên bị rơi. Mỹ không chần chừ liền xắn ống quần lội xuống để vớt lên. Thế nhưng loay hoay làm sao, khi cô lôi được con chó ra ngoài thì sợi buồn làm bằng chỉ đỏ cô đang đeo trên cổ là bị vướng vào trong nhánh cây trà, rồi đứt bật chìm luôn xuống dưới đáy sông. Ấy vậy mà Mỹ không hề hay biết. Cô ôm con chó lên bờ, vừa vuốt ve ôm nó vào trong lòng để ủ ấm, vừa nói: "Còn nhỏ xíu mà đã chạy tùm lum, may mà có tao nhìn thấy, chứ không chắc mày đi gặp Hà Bá rồi đấy." Con chó chắc chắn cũng sợ lắm, cứ rên ư ử cả người run lên cầm cập, nép sát vào người của Mỹ. Mỹ đưa nó xuống bếp giao lại cho con Cúc rồi bảo: "Nè, em coi hơi lửa cho nó chút ấm nha, rồi đem trả lại cho mẹ nó. Chỉ mới vớt được ở dưới sông lên đấy, tội nghiệp hết sức." Con Cúc gật đầu vâng dạ. Bà dần ngó nhìn qua thấy cả người của Mỹ cũng đang vừa ướt vừa bẩn, cho nên giục cô đi lên nhà thay đồ, chứ không lát hai lính về khéo lại bị dày nữa thì mệt. Tại bà biết tính của ông chủ vốn không ưa chó mèo, nuôi chỉ để cho nó giữ nhà vậy thôi, chứ không mấy khi ông đụng đến. Buổi tối hôm ấy, hai lính ngủ sớm vì trong người có chút hơi men bởi mới lúc chiều tiếp khách. Mỹ ngồi một mình trên bàn trà đang thêu lụa, cô cũng còn chưa nhận ra cái sợi bùa chỉ đỏ của mình đã bị mất. Đang mải miết luồn kim thì Mỹ bỗng giật mình khi nghe có tiếng bước chân người gõ cộm cộp ở trên sàn nhà. Tiếng bước chân rất đều, lúc xa lúc gần vang vọng. Mỹ thoáng nhíu mày, tự nói một mình: "Giờ này ai còn mang cuốc trong nhà chứ? Không lẽ là con Cúc?" Lúc này tiếng bước chân lại đột nhiên im bặt, có vẻ như đã dừng hẳn trước cửa phòng của Mỹ. Mỹ không nghĩ gì nhiều, liền cầm lấy cái trong đèn đứng lên đi ra ngoài. Cô vừa mở cửa vừa hỏi: "Ai vậy? Em Hà Cúc ơi." Thế nhưng bên ngoài vắng lặng, không gian nâm mưu chỉ nghe tiếng gió rít lên từng cơn. Hơi lạnh thổi vào trong làm cho Mỹ lúc này càng cảm thấy run người. Nhưng cô vẫn hỏi tiếp, giọng có vẻ lớn hơn: "Có phải em không Cúc ơi?" Mỹ vừa dứt lời thì ở phía cuối góc nhà bỗng dưng xuất hiện một cái bóng trắng. Nhìn xa xa cũng nhận ra được đó là một người phụ nữ với mái tóc đen dài buông xõa chấm lưng. Mỹ chột dạ, cô đưa cao cái trong đèn lên để cố gắng soi về hướng ấy. Đoạn cất giọng ngập ngừng: "Ai vậy? Ai đứng đó đây?" Cái bóng người lúc này từ từ lướt lại, chân không chạm đất, rồi bất ngờ tăng tốc lao vụt đi chỗ cổ Mỹ đang đứng, làm cho cô thất kinh hồn vía, suýt nữa thì té ngã bổ nhào. Mỹ lúc này lắp bắp: Cơ mà. Mỹ buông bỏ luôn cái trong đèn, đưa hai bàn tay lên che lấy mặt, vừa run rẩy vừa cố hét nhưng không hiểu sao, âm thanh cứ như đang bị giam trong cổ họng, không thể nào có thể thoát được ra ngoài. Cái bóng người lúc này đã dần dần hiện rõ, đúng thật là một người đàn bà mặt mày trắng bệch. Cô ta ú ớ gì đó chứ không có nói chuyện, tóc tai bay lòa xòa, còn mang theo cả một luồng hơi lạnh buốt phả vào khuôn mặt của Mỹ, khiến cho cô cũng không chịu được, buộc lòng phải mở mắt ra nhìn. Mỹ lại một lần nữa thất kinh bởi cái nhân dạng của người đàn bà ma quỷ. Cô ta đang mở chừng hai con mắt đen thui nhìn Mỹ, một làn da trắng nhợt còn nổi cộm những sợi gân máu đỏ tươi, miệng bị khâu kín lại bằng chỉ đỏ, cứ cố gắng há ra thì lại tuôn trào từng ngụm huyết đen, thảo nào mà cứ ú ớ chẳng nói được gì. Mỹ vô cùng kinh khiếp, cô lắc đầu ngoài ngoại mà nói lắp bắp trong sợ hãi đến tột cùng: "Cô là ai? Tại sao lại tìm tôi? Tôi đâu có quen cô chứ?" Người đàn bà vì không thể nói được chuyện cho nên đứng như vậy nhìn Mỹ đăm đăm với một đôi mắt vô cùng đau khổ. Nhưng lúc này Mỹ nhận ra một điều,
Đó là gương mặt của người đàn bà hình như trông rất quen. Cái ánh mắt này, Mỹ bất giác giật mình bởi cô đã nhớ ra. Đây chẳng phải là Hường, vợ của Hai Lĩnh, mà hàng ngày cô vẫn thường hay đứng trước di ảnh thắp nhang đó hay sao? Tại sao lại là cô ta? Mỹ run giọng vì quá đỗi bất ngờ cho nên làm gan rồi hỏi. Chị là chị Hương. Chị Hương có phải không? Ánh mắt của người đàn bà vụt sáng. Cô ta gật đầu lia lịa, miệng lại cố há ra nhưng không thể vì đã bị khâu tới rỉ máu. Mỹ dần bớt sợ bởi có lẽ cô đã nhận ra được phản ứng khác lạ đó của Hương. Mỹ từ từ chấn tĩnh, cô hỏi tiếp. Chị Hương, tại sao chị lại thành ra như vậy? Rốt cuộc là sao? Hương lúc này chỉ có thể giao tiếp với Mỹ bằng đôi mắt. Cô ta đưa tay lên chỉ vào bên trong phòng, giặc giấu cô nói gì đó mà tại vì Mỹ không hiểu. Thế nhưng Mỹ nhận ra được nét đau khổ cùng với sự bất lực sâu trong đáy mắt của Hương. Mỹ ngồi nhồm dậy đối diện với Hương vừa rồi định hỏi thêm. Thế nhưng còn chưa kịp mở miệng thì con chó mực bỗng từ đâu ở dưới bếp chạy ào lên sủa vang nhà. Hương sợ hãi biến mất trong màn đêm. Hà Lĩnh cũng giật mình thức giấc vì tiếng chó sủa lớn quá. Ông ngó qua không thấy Mỹ nằm bên cạnh thì liền gọi vang. Mỹ, em đâu rồi? Mỹ vẫn còn đang ngơ ngác bởi cô vẫn chưa kịp nói chuyện được gì với Hương. Nghe thấy tiếng của chồng, Mỹ vội trả lời. Em đây, em vô liền. Thế nhưng Hải Lĩnh đã đi ra tới nơi. Ông nhìn cái trong đèn đang nằm lăn lông lốc trên sàn nhà thì thoáng nhíu mày nhìn Mỹ rồi hỏi. Em làm gì ngoài này vậy? Em bị sao? Mỹ cuống cuồng khom xuống nhặt cái trong đèn đã rậm thắt, cô ấp úng. Em khó ngủ. Trời nóng quá em tính ra ngoài hóng gió, chẳng may bị trượt chân. Hải Lĩnh đưa mắt nhìn vợ, nét mặt xa sầm một lúc rồi níu cánh tay của Mỹ lôi vào trong phòng. Trời tháng 6 mà nóng cái gì chứ? Anh còn đang lạnh muốn run ra đây. Vô đi ngủ nhanh không sáng mai trúng gió bây giờ. Em thật là khác người mà. Mỹ bị Hải Lĩnh đẩy lên giường, sau đó ông ôm kỹ lấy cô mà tiếp tục ngủ ngon lành cho đến tận sáng. Mặc kệ cho Mỹ cứ nằm chằn chọc, hai mắt mở trừng trừng. Vậy cô nhớ tới hình ảnh của Hường là biết bao nhiêu suy nghĩ lại chạy đến trong đầu. Không thể nào có thể ngủ được. Sáng hôm sau vì là chủ nhật, Hải Lĩnh ở nhà không đi làm. Thế vợ ngủ tới tận trưa nhưng không muốn gọi dậy. Ông đi xuống dưới nhà sau căn dặn bà dần. Một lát ra chị ra chợ mua con gà trống cho tôi, rồi về cột lại để đó. Bà dần vốn biết cho nên cũng gật đầu vâng dạ không hỏi gì thêm. Bởi mấy năm qua cứ tới rằm 30, Hải Lĩnh lại đem gà ra căn nhà ma đó cúng. Hồi trước nhà cũng có nuôi vịt gà nhiều lắm, mà tại cứ hễ rằm là mấy con gà trống không biết tại sao cứ lăn đụng ra chết. Điều đáng nói hơn nữa là xác của tụi nó lại bị rút sạch không còn giọt máu nào, chỉ trơ lại một đống thịt với mớ lông khô khốc. Từ từ không nhân giống được, cho nên là thôi cho đến tận bây giờ không nuôi nữa. Hải Lĩnh quay trở vào phòng, thấy Mỹ đang ngồi trước gương chải tóc thì mỉm cười lên tiếng hỏi. Em dậy rồi hả? Sáng nay ngủ trưa vậy? Thế em ngủ ngon quá anh không có dám gọi. Mỹ quay người nhìn chồng gương mặt phờ phạc, hai cổng mắt trũng sâu, cô mệt mỏi trả lời. Tại tối qua em không có ngủ được, thức tới gần sáng. Hải Lĩnh bước tới nhẹ nhàng ôm vợ rồi chiều mến nói. Cha tại anh uống rượu, em ngửi mùi nó khó chịu phải không? Thôi sao anh không uống nữa. Mỹ định lắc đầu rồi nói ra cái chuyện hồi tối, nhưng tự nhiên cô khựng lại vì không biết phải mở lời thế nào. Thì vợ mình cứ thấp thỏm về chuyện gì đó. Hải Lĩnh nhíu mày rồi hỏi. Em sao vậy? Cuối cùng Mỹ quyết định không nói, bởi cô cảm thấy trong chuyện này có điều gì đó hơi kỳ lạ. Cô muốn tự mình kiểm chứng trước khi hỏi chồng, cho nên liền cười gượng rồi đáp. Dạ không có gì đâu. Mà nay anh không lên cơ quan sao? Không, nay là chủ nhật mà. Anh ở nhà chiều cho em về ngoại thăm cha má. Mỹ nghe vậy thì vui lắm, gương mặt rạng người tạm quên đi chuyện khác, vì cũng đã lâu cô mới được về thăm nhà. Chiều hôm đó hai người sau khi mà ở bên ngoại về thì cũng mệt rã rời, vì vừa phải phụ việc nhà, vừa phải ngồi ở trên xe đất bùn sạt lở.
Mỹ tắm rửa xong sau đó lên giường nằm. Cô mệt mỏi nhìn chồng rồi nói: em đi ngủ trước nha, em mệt quá. Hà Lĩnh gật đầu, ông mỉm cười nhẹ giọng: em ngủ đi, anh ra ngoài uống trà một lát, lát anh ngủ sau. Thế là ông bỏ ra ngoài ngó nghiêng một hồi, đoạn đi thẳng xuống bếp nơi bà Dần đã cột sẵn con gà. Hà Lĩnh cứ như vậy mà tay không bê con gà đi ra căn nhà đằng sau, lặng lặng làm gì đó không một người nào biết rõ. Lúc này ở bên trong phòng, Mỹ vừa chỉ thiêu thiêu ngủ thì bất chợt giật mình. Cô nghe thấy văng vẳng bên ngoài cửa sổ, dường như là có tiếng rên rỉ của ai đó, kèm theo đó là tiếng gió rít lên từng hồi mơ hồ. Mỹ chậm rãi ngồi dậy, cứ bỏ chân bước xuống giường, sau đó từ từ đi ra ngoài. Mỹ đưa tay đẩy cửa, vừa trong mắt ngó nhìn chung quanh vừa cất giọng hỏi khe khẽ: ai đó, anh hai hả? Một cái bóng trắng bất ngờ xuất hiện làm cho Mỹ thất kinh, toan hét lên một tiếng. Nhưng mà may sau khi định thần lại, cô bật lùi lại mấy bước nhìn ra đối diện thì thấy đó là vong hồn của Hường. Cô ta đưa đôi mắt trũng sâu nhìn Mỹ như muốn nói một điều gì đó, nhưng miệng lại bị khâu kín cho nên mấp máy làm gì ra từng ngụm máu đỏ tươi. Ở trước mắt của Mỹ lúc này, vong hồn của Hường đúng là một hình ảnh trông vô cùng kinh dị. Rồi sau đó Hường bất ngờ lướt đi phía cuối sân ở sau nhà. Cô ta vừa đi vừa ngoái lại nhìn Mỹ như muốn yêu cầu Mỹ phải đi theo. Mỹ hiểu ra điều gì đó, vốn cũng đang tò mò với những việc quỷ dị xảy ra gần đây. Mỹ lập tức bước theo chậm chậm. Tất nhiên là cô vẫn còn sợ lắm. Thế nhưng lý trí mách bảo cho cô rằng cần phải tìm hiểu rõ chuyện này. Nhất là vì sao vong hồn của Hường lại trở về bằng một thân ảnh như thế. Cái chết của cô còn ẩn chứa nhiều điều oan khuất. Hường lướt đi một hồi cuối cùng cũng dừng lại ở sát bên cạnh bờ ao. Mỹ còn đang bám theo. Cô đi rất nhẹ như sợ người ở trong nhà sẽ nhìn thấy. Thế nhưng cũng may là bà Dần cùng với con Cúc ban ngày làm mệt cho nên đêm ngủ sớm. Còn Hùng người lái xe cho Hai Lĩnh thì ngủ ở nhà trên. Mỹ nhìn quanh quất không còn thấy bóng dáng của Hường đâu. Cứ bảo gan bước về gần căn nhà. Vừa định dứng người lên thì Mỹ lại nhanh chóng thụp xuống. Cô gái giật thoát mình khi trông thấy một bóng người đang đứng bên ngoài cánh cửa. Mỹ cố căng mắt nhìn trong bóng tối thì thằng thốt nhận ra đó chính là Hai Lĩnh chồng mình. Hai Lĩnh đang cầm con gà trống với máu. Ông nói nghe tiếng được tiếng mất. Cô thỏa mãn xong rồi thì nên yên lặng ở trong đó. Mỗi tháng tôi đều đem đồ sống đi cho cô. Đừng ra ngoài quấy phá, nếu không đừng trách tôi không có niệm tình. Mỹ tái mét mặt mày, cô tự nhủ trong đầu. Tại sao Hai Lĩnh lại nói như vậy? Chẳng phải người đang ở trong đó là Trang em gái của anh? Cái chuyện này... Đột nhiên Hai Lĩnh quay phắt lại làm cho Mỹ hoảng hồn. Cô cúi thấp đầu xuống nấp sau gốc dừa mà tim như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Hai Lĩnh nhìn ngó một hồi có lẽ không thấy gì bất thường, cho nên quay lại ném xác con gà qua bờ ao, đoàn phủi tay bình thản quay lưng trở vào nhà. Ông còn lướt ngang qua Mỹ mà không hề hay biết. Mỹ run cầm cầm không dám thở mạnh, đợi cho Hai Lĩnh đi khuất bóng cô mới rón rén đi ra. Mỹ tiến lại gần cánh cửa của căn nhà cũ nát, thì cũng vừa lúc hồn ma của Hường cũng bất ngờ xuất hiện. Mỹ có hơi sợ nhưng cố bình tâm, cô ngập ngừng nói: chị muốn dẫn tôi ra đây làm gì? Ý chị là sao? Hường đưa tay chỉ vào căn nhà miệng ú ớ liên tục. Mỹ bất lực nhìn Hường, cô nói tiếp: tôi không hiểu ý của chị. Hường đột nhiên nất cánh tay áo lên trên đọt dừa. Một trái dừa khô liền rơi tỏm xuống dưới bờ ao. Nước bắn liền tung tóe văng cả vào vách cửa. Đoàn cô ta chỉ tay vào vệt nước bắn rồi nhìn Mỹ đăm đăm. Mỹ hiểu ra vấn đề nên vội đưa mắt nhìn vào chỗ đó. Cô khẽ nhíu mày khi nhìn thấy thấp thoáng có một hàng chữ hiện ra, được hình thành từ những vệt nước. Mỹ lẩm thầm đọc: hãy giúp tôi mở cửa căn nhà này. Vào mộ sẽ lá bùa ghim trên di ảnh. Tôi sẽ kể cho cô nghe toàn bộ câu chuyện. Mỹ đọc xong thì ngước mắt lên nhìn Hường, thái độ ngờ vực hỏi lại: chị muốn tôi phá cửa vào bên trong để gỡ bùa chấn cho chị,
Ý chị là người nằm trong mộ kia là chị sao? Hương gật đầu, ánh mắt nhìn Mỹ xoáy sâu vào như van lơn. Mỹ nhất thời không hiểu, nhưng cuối cùng thì cô cũng đồng ý với yêu cầu giúp đỡ của Hương, vì Mỹ cho rằng người chết không thể nào nói dối. Mỹ nhanh chóng cởi bỏ hai miếng ván gỗ, cố gắng dùng sức của mình đẩy cánh cửa qua một bên. Cô ngay lập tức lách mình vào bên trong. Thế nhưng khi vừa bước vào thì Mỹ liền đưa tay bịt nhanh miệng mũi lại, bởi một mùi ẩm mốc từ bên trong căn nhà xộc ra. Không những vậy mà Mỹ còn cảm thấy có một luồng hơi lạnh buốt đang tỏa ra chung quanh rồi bao trùm cả cơ thể của mình. Ở bên ngoài còn có những âm thanh vi vút men theo cơn gió thổi lùa vào khe cửa. Mỹ vô cùng sợ hãi nhưng vẫn cố gắng kìm nén. Cô từ từ đi sâu vào hơn một chút. Không gian ở bên trong này tối đen, chỉ có thể nhìn thấp thoáng một nấm mộ được xây bằng bê tông nhấp nhô nằm chính giữa căn nhà. Hương bất ngờ xuất hiện. Cô ta đưa tay chỉ vào tấm di ảnh được gắn ở đầu ngôi mộ. Một chút ánh sáng lập lòe phát ra từ trong thân ảnh của cô ta lúc này, cũng phần nào đó giúp cho Mỹ nhìn thấy được lờ mờ. Mỹ lúc này run giọng hỏi: "Tôi nhìn thấy bùa rồi, bây giờ tôi phải gỡ nó ra sao?" Hương gật đầu, ánh mắt trũng sâu như cầu xin Mỹ. Mỹ vẫn còn đang do dự, bởi cô không biết chắc chuyện mình đang làm là đúng hay sai. Thế nhưng khi cô ngước mắt lên nhìn vào khuôn mặt của Hương, nét đau khổ của cô ta đang hiện rõ, khiến cho Mỹ không thể cầm lòng. Mỹ hít vào một hơi thật sâu, sau đó quyết định bước tới giật phăng lá bùa. Khoảnh khắc đó mặt đất bên trong căn nhà như đang ngầm rung chuyển, đi kèm là gió lớn từng cơn kéo theo đám lá khô tung bay, tạo thành một cỗ âm phong nghe thật rợn người. Từ bên trong ngôi mộ, Mỹ nhìn thấy một luồng khói đen đặc quánh đang cuồn cuộn tỏa ra rồi bay bút vào không trung, chui vào trong thân ảnh của Hương. Khuôn mặt của cô ta từ xanh biến thành trắng dã, hai con mắt chuyển động điên hồi rồi sau đó dần giãn ra đỏ ngầu. Cái miệng bị khâu cũng đang từ từ bung chỉ, nó há rộng như là muốn đớp lấy bầu không khí để thở sau bao ngày bị đóng kín. Mỹ nhìn thấy cảnh tượng đó thì cũng muốn ngất lịm đi vì kinh hãi. Thế nhưng Hương rất nhanh chóng đã quay trở về với khuôn mặt bình thường. Cô tâm mỉm cười nhìn Mỹ rồi nói: "Cảm ơn cô. 6 năm tôi bị giam cầm tinh phách trong ngôi mộ này, lại còn bị khâu miệng chấn yểm bằng máu gà. Nay nhờ cô tôi mới có được tự do." Mỹ nuốt nước miếng đánh ngực xuống cổ, cô lắp bắp: "Chị Hương, tại sao chị lại bị giam? Còn ngôi mộ tại sao nó lại là mộ của chị chứ?" Hương lúc này vẫn còn đang đứng thong thả chứ không trung, cô ta cất giọng lanh lảnh rồi đáp: "Cực muốn biết lắm phải không?" Mỹ gật đầu. Hương nói tiếp, nhưng mà đôi mắt cô ta lúc này lại tự nhiên trở nên sắc lạnh: "Vậy thì để tôi kể cho cô nghe. Cô có biết ai đã làm ra điều này với tôi không? Nói ra chắc cô không ngờ đâu. Đó chính là Hải Lĩnh, một tên chồng khốn nạn." Mỹ há hốc miệng, Hương mặc kệ phần đứng đó như không tin của Mỹ. Giọng cô ta lúc này rít lên: 6 năm trước, Hải Lĩnh vì muốn độc chiếm cái gia sản này của cha má tôi để lại, hắn nhẫn tâm mua thuốc độc vì hại chết tôi từ từ. Hắn để mặc cho tôi nằm liệt giường ốm đau, toàn thân lở loét cho đến khi tôi không còn thở nữa, đem tôi chôn sâu xuống dưới lòng đất lạnh. Hắn còn loan tin tôi bị bệnh truyền nhiễm, cho nên mới cất căn nhà rồi niêm phong để tránh mùi tử khí. Nhưng thật ra là hắn đi muốn thầy về để chấn yểm tinh phách của tôi, dùng máu gà để phong ấn oán khí của tôi mỗi tháng 2 lần. Hắn bịa ra chuyện hàng đêm tôi hiện về quấy phá. Chính hắn tự tay giết chóc hết gia súc trong nhà rồi đổ tội cho tôi. Hắn không muốn cho hồn tôi siêu thoát." Mỹ nghe mà lùng bùng lỗ tai, cô run giọng hỏi: "Thật vậy sao? Nhưng anh ấy nói đó là em gái của anh." Hương quắc mắt, khuôn mặt cô ta đỏ bừng giận dữ, rít lên qua kẽ răng: "Bịa đặt, tất cả chỉ là bịa đặt. Hắn không có em gái nào cả. Tôi bị hắn chấn điểm không đủ tinh phách nên không làm được gì hắn. Nhiều lần tôi cố gắng tiếp cận nhưng đều bị bùa của hắn đeo ở trên người đánh bật trở ra.
Tôi lang thang trong nhà với nỗi uất hờn. Hắn lại lấy đó làm cớ nói là tôi quấy phá, nên cho tất cả những người trong nhà này đeo bùa. Tôi không thể nhờ ai giúp đỡ, vì họ nhìn thấy tôi đều kinh sợ. Mà cơ bản là tôi không thể đến được gần họ. May mà có cô. Mỹ lúc này nội tâm đang rối bời. Cô thật sự không thể nào tin chồng mình lại là một con người độc ác tính như vậy. Thế nhưng mà oán hồn thì chết, thì có lý nào lại đi nói dối. Mỹ ôm lấy đầu của mình rồi ngồi gục xuống. Chính là vì cô không biết phải đối diện với Hải Lĩnh như thế nào. Hương tiếp tục cất giọng lanh lành. Tôi khuyên cô nên tránh xa người đàn ông đó, bởi chính bản thân tôi ngày xưa cũng từng rất tin tưởng và yêu thương hắn. Vậy mà chỉ vì một cái gia tài, hắn ta nhẫn tâm giết hại tôi. Ngày đã ngày đêm cùng hắn tay tựa má kề. Mỹ cứ ngồi gục như vậy rất lâu, cho đến khi cô nghe thấy ở trong nhà tiếng của Hải Lĩnh gọi mình. Mỹ ơi, em đâu rồi Mỹ ơi? Đôi mắt của Hương đột nhiên lóe sáng. Cô ta vụn biến mất giữa màn đêm. Còn Mỹ lúc này mới hoàn hồn. Cô vội vàng đứng dậy hớt hải chạy ra ngoài, nhưng vẫn không quên trước khi đi đóng kín cửa căn nhà, lấy hai cây gỗ khép hở trở về nguyên dạng. Mỹ dầm vừa bước đi tới cửa nhà sau, Hải Lĩnh cũng kịp thời đi ra chạm mặt. Ông thoáng nhíu mày nhìn Mỹ. Em không ngủ sao? Còn đi đâu xuống dưới này? Mỹ ấp úng nhưng chỉ mất mấy giây sau đó thì cố gắng bình tĩnh trả lời. Dạ em bị đau bụng, mà kêu hoài không có thấy anh đâu. Em mới đi xuống đây tính ra sau hè kiếm lá ổi nhai cho đỡ hơn không? Hải Lĩnh im lặng một lúc, đoạn đưa mắt ngó nhìn ra sau hè. Ông trầm giọng. Em thấy trong người thế nào? Dạ cũng đỡ hơn rồi anh. Hải Lĩnh thở phào lại nhìn Mỹ nói tiếp. Thôi vào phòng đi, anh lấy nước ấm xoa bụng cho một lát là khỏi thôi mà. Mỹ khẽ gật đầu, cô đi theo Hải Lĩnh lên nhà, nhưng trong bụng lại thầm mơ hồ lo sợ. Mỹ lén lén đưa mắt nhìn chồng, nét mặt của ông vẫn uy nghi anh tuấn, vóc dáng cao dong dỏng, còn có bờ vai vững chắc ấy luôn sẵn sàng để che chở cho cô. Ấy vậy mà sao bây giờ Mỹ lại có chút e dè. Cô nhớ tới Hương, nhớ tới lời cô ta nói, bất giác trong lòng lại dấy lên một sự đề phòng với Hải Lĩnh. Thế vợ mặt mày đăm chiêu, ông quay qua nhẹ giọng rồi hỏi. Em còn đau bụng sao? Mỹ giật mình nhanh chóng thoát khỏi luồng suy nghĩ của ấp úng. Dạ cả một chút thôi, nhưng mà không sao đâu. Em ngủ rất là bình thường mà, chắc do ăn không tiêu anh ạ. Hải Lĩnh gật đầu đưa Mỹ về phòng xong, là đần tên lấy nước ấm với khăn chườm. Mỹ nhìn vào sự dịu dàng đó của chồng, bất giác cô cảm thấy khó nghĩ. Cô vẫn chưa thể tin người đàn ông này như vậy mà lại là kẻ sát nhân. Ngày tiếp theo, Hải Lĩnh vẫn đi lên cơ quan làm như bình thường. Đợi trông đi rồi, Mỹ mò mẫm ra căn nhà mồ. Cô nhìn thấy mọi thứ vẫn ổn, chắc mầm mà trong lòng Hải Lĩnh có lẽ là chưa biết. Mỹ lại mở cửa đi vào. Lúc này ánh sáng đã vừa đủ để soi lên mọi thứ. Cô thấy một ngôi mộ cũ nát rêu xanh phủ đầy, xung quanh còn được xếp chồng lên những viên gạch ống đỏ au. Ngay ở phía trên đầu mộ còn có một miếng vải đỏ được quấn chặt vào trong ngọn cây trúc rồi cắm xuống mặt đất, trông giống hệt như cái cách mà người ta cắm cờ. Mỹ thoáng nhíu mày, nhưng cô biết đây chắc chắn là thế trận dùng để chấn điểm. Chứ mộ người chết bình thường thì chẳng ai làm như vậy cả. Mỹ lúc này đã lờ mờ hiểu được. Cô vội bỏ ra ngoài. Khi đi ngang qua bếp gặp bà Dần, Mỹ lúc này nhìn bà rồi nói. Chị ở nhà quay cơm nước, em đi có chút việc. Bà chủ đi đâu à? Hay là về thăm cha má? Sao không đợi ông chủ chiều về có xe rồi kêu cậu Hùng đưa bà đi? À không, em có chút việc riêng thôi, chỉ trong nhà nhé. Nói xong cô vụn bước đi nhanh lên trên nhà, kể cho bà Dần còn đứng đó nhìn theo với một vẻ mặt ngơ ngác. Còn Cúc lúc này đang nấu cháo cho heo ở trong bếp, thấy vậy cũng xoay qua nói với bà Dần. Dì Tư, dì có thấy hôm nay bà chủ có gì khác không? Bà Dần đưa mắt ngó nhìn theo bóng dáng của Mỹ đi khuất, bà gật gù trả lời. Ồ,
thấy bà chủ coi bộ gấp gáp, dáng vẻ khẩn trương không biết là đi đâu. Hai người còn đứng đó to nhỏ thêm một hồi thì mới đi gần tới nhà của bà Năm Lệ ở đầu xóm. Bà Năm vốn làm nghề thầy thuốc bắt mạch, năm nay cũng khá lớn tuổi, nhưng vẫn mở tiệm hàng ngày để giúp đỡ cho bà con ở trong ấp. Ai có bệnh gì dù nặng hay nhẹ cũng đều sẽ tới kiếm bà. Bà móm mém nhai chầu, cái tật khó bỏ từ lâu, ngồi đối diện với Mỹ. Sau một buổi trời bận rộn, bà hỏi. Trong mặt mũi cô hồng hào, khi sắc khỏe mạnh, không giống người bị bệnh. Vậy chẳng hay cô tới đây tìm tôi có chuyện gì? Mỹ thoáng ngơ ngác vì cô không ngờ đúng thật là bà Năm có tài. Mỹ liền ngập ngừng. Dạ thưa bác, cô tới đây là để nhờ bác một chuyện. Chuyện gì? Giọng của bà Năm lạnh lùng, Mỹ có vẻ e dè nhưng vẫn nói tiếp. Dạ con muốn hỏi. Mỹ tự nhiên im lặng vì cô không biết phải bắt đầu từ đâu. Thấy cô có vẻ mất tự nhiên, bà Năm lúc này liền cất giọng. Có chuyện gì cô cứ hỏi, tôi biết gì tôi sẽ nói, nhưng mà tất nhiên là chỉ trong mức độ cho phép. Mỹ nghe vậy thì tạm yên tâm, cô nói. Dạ bà có biết nhà Hai Lĩnh cuối xóm không ạ? Bà Năm khẽ nhíu mày, hình như đang cố lục đại trí nhớ, được một lúc mới gật đầu trả lời. Biết. Hai Lĩnh có người vợ là con của Phú Hộ Tường, mà hình như chết được mấy năm rồi thì phải. Mỹ liền gật đầu, cô nhanh chóng tiếp lời. Dạ vâng, đó là chị Hương, chị bị bệnh chết cách đây 6 năm. Bà Năm lúc này ngước mắt nhìn Mỹ và trầm giọng. Cô là dì của Hai Lĩnh, muốn hỏi tôi về chuyện gì? Dạ con là vợ sau của Hai Lĩnh, về trong xóm chỉ có một mình bác làm nghề thầy thuốc. Vậy bác cho con hỏi, năm xưa Hai Lĩnh có mời bác về nhà khám bệnh cho ai không? Hay là anh ấy có đưa ai tới đây để khám bệnh không ạ? Bà Năm ngồi trầm ngâm, khuôn mặt đơ như gỗ, như đang thầm suy nghĩ chuyện gì. Sau một hồi mới nói, tôi chưa từng khám bệnh cho nhà đó bao giờ, mà chỉ có họ tới đây mua thuốc thôi. Mỹ liền thắc mắc. Sao ạ? Bác không khám, vậy ai tới đây mua thuốc, mà mua thuốc gì hả bác? Bà Năm về tuổi tác cũng đã khá cao, chỉ nhớ có phần hơi kém bởi chuyện xảy ra cũng đã hơn 6 năm. Cho nên bà cứ nheo đôi mắt, vầng trán khẽ nhăn lại rồi trả lời. Tôi cũng không nhớ rõ, nhưng mà hình như là thuốc trị phong cùi, bệnh truyền nhiễm. Bệnh đó thì chỉ có đường chết dù sớm dù muộn. Có thuốc thang cũng vô ích thôi. Tôi bán cũng chỉ vì lương tâm của nghề nghiệp mà thôi. Mới ngồi lặng người, từng luồng suy nghĩ mông lung cứ chạy loạn trong đầu, cho đến khi giọng của bà Năm lại cất lên. Tôi nghĩ là vợ của Hai Lĩnh bị bệnh đó, nên người nhà mới tới đây mua thuốc. Chắc chắn như vậy, vì mấy tháng sau tôi nghe phong phanh là cô ấy chết mà. Mỹ gật đầu dạ nhỏ một tiếng. Bỗng cô nhớ tới lời của Hương đã nói tối qua. Mỹ đảo mắt nói thầm trong bụng. Vậy là anh ấy vẫn có tâm điều trị cho Hương. Nếu không thì tới đây mua thuốc làm gì? Nhưng mà tại sao Hương lại nói là anh ấy đầu độc? Rốt cuộc ai mới là người nói dối? Mỹ bèn ngước mắt lên nhìn bà Năm. Bác à, có loại thuốc nào để cho người khác uống vào rồi chết từ từ không? Bà Năm ngưỡng người nhìn Mỹ chầm chầm, như thể cô là một con ác quỷ. Biết bà hiểu lầm, Mỹ mới liền vội vàng xua tay. À không phải đâu, ý con là... Mỹ đột nhiên im bặt vì không biết đường giải thích. Cô vội đứng lên cúi đầu chào bà Năm rồi lật đật ra về. Còn lại đằng sau ánh mắt dõi theo để nghi ngờ của bà Năm, cho đến khi cô dần khuất dạng. Buổi tối hôm ấy, Mỹ ngồi một mình trong căn phòng không ánh sáng. Cô không biết phải làm sao để gỡ rối những khúc mắc trong lòng. Mỹ nhớ tới lời cảnh báo của Hương, tự nhiên đâm ra chột dạ nghĩ thầm trong bụng. Hay là bỏ đi? Chứ nếu chuyện Hai Lĩnh hại chết Hương là thật, thì mình không thể chung sống với kẻ sát nhân máu lạnh như vậy. Biết đâu một ngày nào đó sẽ tới lượt mình thì sao? Thế là Mỹ quyết định thu xếp đồ đạc. Cô vì sợ mà tạm thời quên việc mình vẫn còn cha má, quên luôn những ân tình và sự dịu dàng của Hai Lĩnh trong những ngày qua.
Mỹ cuống cuồng vơ vội quần áo, nhưng còn chưa kịp bỏ vào trong giỏ thì ở bên ngoài Hùng đã hớt hải chạy vào báo tin. Bà chủ ơi, ông chủ bị tai nạn, chân bị thương nặng lắm. Tôi đỡ ông vào nhà, ông đang nằm ở ngoài trước, bà nhanh ra coi. Mỹ nghe vậy thì hoàng hồn, bao nhiêu dự tính suy nghĩ đề phòng hai lĩnh lúc này biến đi đâu mất. Bởi trong thâm tâm của cô, tình cảm đối với người chồng này vẫn còn đong đầy. Mỹ luống cuống chạy ra ngoài, nhìn thấy hải lĩnh đang nằm trên bộ ngựa. Mình mày dính máu, cô mới vội vàng nhào tới đỡ ông, khuôn mặt lo lắng rồi hỏi. Anh hai, anh sao vậy trời ơi? Hải lĩnh nắm tay của vợ giọng cười lắc đầu trấn an. Anh không sao, chỉ bị chảy sức một chút thôi mà. Hồng đứng bên cạnh nói chen. Tôi đã kêu ông chủ vô bệnh viện mà ông không có chịu, cứ một mực đòi về nhà cho bằng được. Hải lĩnh ngước mắt nhìn Hùng, ánh mắt đầy quyết đoán. Ông nói, cậu biết rõ lý do mà, bây giờ mau lên xe đến xóm trên tìm người tôi dặn về đây, gấp đi. Hùng gật đầu vâng dạ, ngay lập tức đi vội ra ngoài rồi biến mất. Chỉ nghe thấy tiếng xe của cậu ta rồ lên, phóng vút đi trong đêm. Mỹ không quan tâm tới lời nói của hai người, mà chỉ quan tâm tới vết thương của hai lĩnh. Cô run rẩy hỏi, sao anh không chịu đi bệnh viện, có đau lắm không? Hai lĩnh lại lắc đầu. Ông mỉm cười nhưng mặt mày méo sạch. Còn chưa kịp lên tiếng, Mỹ đã cắt ngang. Anh nằm yên ở đây nha, em chạy xuống bếp kêu chị Dần nấu nước ấm cho anh lau rửa vết thương, còn phải lấy vải băng bó. Nói xong thì Mỹ liền vội chặt đi. Hai lính nhìn theo bóng lưng của vợ đoạn khép mỉm cười, nhưng mà nụ cười không kéo dài được thì đột nhiên tắt hẳn. Ông nhìn xuống vết thương ở phía dưới chân của mình, trong đầu nhớ lại chiều nay tan sở định về thì hai lính chợt nhớ ra Mỹ rất thích ăn bánh bò, cho nên mới kêu Hùng ở lại cơ quan để một mình ông lái xe đi ra chợ. Vì tiệm bánh bình thường vốn dĩ rất đông khách, cho nên khi mua được thì trời lúc này cũng đã tối hẳn. Hải lĩnh lái xe quay trở về cơ quan. Đang đến đoạn rẽ vào thì đột nhiên ông nhìn thấy một cái bóng trắng bất ngờ xuất hiện, bay lả lả trước đầu xe. Cái bóng bám chặt hai bàn tay dính đầy máu lên khung kính, miệng thoát ra hai mắt trợn trừng. Hải lĩnh nhận ra đó chính là hồn ma của Hường. Ông vô cùng kinh hãi, vội vã tăng tốc hỏng thoát khỏi. Thế nhưng vì bị che khuất tầm nhìn, chiếc xe ngay lập tức đâm sầm vào bên trong một gốc cây, rồi sau đó lật ngang. Hồng đang đứng hóng chủ ở bên ngoài cơ quan, nghe tiếng động lớn thì liền ngó mặt nhìn ra. Vừa trông thấy chiếc xe quen thuộc, cậu liền phóng tới níu lấy cái áo của hai lĩnh, lôi ông ra bên ngoài. Cũng may là chỉ bị thương ở phần mềm, nhưng hai lĩnh nhất quyết không chịu đi bệnh viện, mà lại kêu Hùng nhanh chóng quay xe trở về nhà. Trên đường đi, hai người vừa tự chăm sóc vết thương vừa nói chuyện. Mỹ lúc này vừa bê thông nước nóng lên đến nơi, giọng cô cắt ngang dòng suy nghĩ của hai lĩnh. Anh cởi đồ đi, để em lau vết thương, xong rồi còn phải băng bó. Hai lĩnh gật đầu từ từ cởi chiếc áo sơ mi, vì cũng có một vài vết xước trên vai tuy không nặng. Mỹ chậm rãi vắt chiếc khăn lụa, nhẹ nhẹ châm vào da thịt, lau sạch vết máu cho chồng. Thế nhưng cô lại tự nhiên im lặng không nói gì cả. Hải lĩnh thấy vợ có biểu hiện lạ, cho nên nhẹ nhàng lên tiếng hỏi, ở nhà có chuyện gì xảy ra không em? Mỹ không trả lời cho đến khi hai lĩnh hỏi thêm một lần nữa, cô mới giật mình lên tiếng. Dạ, đâu có gì đâu anh, sao anh lại hỏi vậy? Hải lĩnh lắc đầu đáp, không có gì, anh hỏi vậy thôi. Đột nhiên cánh cửa lớn bên ngoài bị gió thổi tung đập mạnh vào trong vách, nghe đánh bốp một cái, khiến cho cả hai người đều bị giật bắn mình. Một cơn gió lạnh buốt như là sương băng, còn mang theo cả mùi tử khí xộc thẳng vào bên trong. Hai lính dự cảm ngay điều nguy hiểm. Ông đứng vụt dậy dù chân đang bị đau, nhưng vẫn cố gắng níu cánh tay của Mỹ thụt lùi vào một góc. Còn chưa kịp nói gì thì một thân ảnh ma quái bất ngờ xuất hiện. Đó chính là Hường. Cô ta bật cười lanh lảnh, mái tóc rối bời buông dài buông xõa, khuôn mặt trắng tái như là chát vôi, miệng bị rách lởm chởm dì máu, còn nhễu xuống dưới nền đất từng giọt kéo dài.
Hưng dừng đôi mắt chỉ còn chút xíu tròng đen lên nhìn Hai Lĩnh của ta nói: "Cuối cùng ta cũng chờ được ngày nay." Hai Lĩnh có vẻ hơi mất bình tĩnh, nhưng vẫn cố gắng giữ thật chặt Mỹ trong vòng tay. Ông hơi đặc giọng trả lời: "Cậu muốn gì chứ? Ác nghiệp cô đã gây ra còn chưa thỏa dạ hay sao?" Hương đang cười the thế, nghe vậy thì liền im bặt. Cô ta quắc mắt lên tỏ vẻ giận dữ, nhìn Hai Lĩnh rồi cất giọng: "Im miệng. Mày hại tao dần đông nỗi này, thân sơ thất sở, mà mày dừng dưng. Và lâu nay mày yểm mộ của tao để trở thành một oan hồn vất vưởng, không đủ tinh phách để tiếp cận mày trả thù." Hai Lĩnh đột nhiên bước lên một bước, ông chỉ tay vào Hương rồi gằn giọng: "Mỗi tháng tôi đều tế máu gà trống cho cô, giúp cô giữ lại tinh hồn, đó đã là nhân nhượng với cô lắm. Nếu không cô đã sớm bị hồn tiêu phách tán, còn dám nói chuyện như vậy với tôi." Hương ré lên, đôi mắt chuyển qua màu đỏ: "Cầm miệng đi, hôm nay tao phải bắt mày phải trả giá." Dứt lời, cô ta ngay lập tức lao tới. Hương giơ ra 10 đầu móng vuốt nhắm thẳng về phía của Hai Lĩnh. Ông bật lùi trở lại, đưa tay sờ soạng tìm lá bùa đeo trên cổ, thế nhưng không thấy đâu. Hai Lĩnh nhíu mày, trong giây phút nhận ra điều gì đó, vội vàng quay sang Mỹ, thì thấy lá bùa hộ thân lúc này đang nằm gọn trong tay của cô. Hóa ra Mỹ đã lén tháo ra từ lúc cô bôi thuốc cho chồng, vì nghe theo lời của Hương dụ dỗ, lúc cô còn đang ở dưới bếp nấu nước. Hai Lĩnh nhìn Mỹ đau lòng nói: "Mỹ, tại sao em làm vậy?" Hương trông thấy sự thể cho nên mới tạm thời dừng tay, cười lên lanh lảnh chứng kiến cuộc vui. Mỹ nét mặt âm mưu hèn gì mà từ lúc ở dưới bếp lên, cô không hề nói chuyện với Hai Lĩnh lời nào. Có lẽ nội tâm cô đang giằng xé. Mỹ nắm chắc lá bùa, cô nhìn Hai Lĩnh run giọng nói: "Câu này em hỏi anh mới đúng chứ. Tại sao anh làm như vậy? Tại sao anh lại hại chết người đã cùng mình đầu ấp tay gối? Anh không có lương tâm sao hả?" Hải Lĩnh bất lực, không biết giải thích thế nào, thì vừa ngay lại có thêm một thân ảnh khác bất ngờ xuất hiện. Đó là một người đàn bà với khuôn mặt hiền lành, ánh mắt đượm buồn u uất. Mỹ nhận ra người này là cái người mà đêm đầu tiên về đây cô đã gặp ở ngoài sân vườn, nhưng đã tạm thời quên bẵng. Người đàn bà nhìn Mỹ cất giọng xa xăm: "Chị Hai, chị hiểu lầm anh Hai. Người hại chết cô ta không phải anh ấy, mà là chính là em." Hà Lĩnh cũng bất ngờ thốt lên: "Trang, là em đó sao?" Hưng cũng phần xạ nhìn qua, cô ta quắc mắt: "Là mày." "Phải, phong hồn người đàn bà ấy chính là Trang, em gái của Hải Lĩnh." Trang khẽ lướt lên tiếp tục nhìn Mỹ: "Em là Trang, em chồng của chị đây. Hôm chị về em vui lắm mới dám hiện ra gặp chị, nói đôi ba câu rồi thôi. Em cứ tưởng đâu anh chị sống hạnh phúc, đâu ngờ lại bị người đàn bà ác tâm kia đi dán." Mỹ tuy có hơi sợ nhưng cố gắng trấn tĩnh, cô nói: "Chuyện này là sao? Tại sao chị Hương nói anh Hai không có em gái?" Chàng cái liếc nhìn Hương, khuôn mặt xám đen lại, có lẽ vì giận, cô nói: "Cô ta là một con rắn độc, tê chết rồi vẫn còn mang tâm địa xấu xa." Sau đó Trang mới quay lại nhìn cả ngày vợ chồng Hai Lĩnh, từ từ kể ra tất cả mọi chuyện. 7 năm trước, Trang cũng được coi là thành viên trong nhà, bởi vì cô chỉ có một mình Hai Lĩnh là người thân. Rồi đến tuổi cập kê lấy chồng, chồng có hoàn cảnh cũng nghèo hèn, cho nên mới xin phép được gia đình ở rể. Rồi hơn 1 năm sau đó, Trang tình cờ phát hiện Hương với chồng của mình đang lén lút qua lại. Họ còn ngồi chụm đầu với nhau bàn tính. Giọng của Hương vang lên nho nhỏ trong đêm: "Chán quá đi. Em nhớ anh mà phải chờ đến mấy đêm dài mới được gặp, thiệt thòi cho em quá." Kiểm chồng của Trang lúc này khẽ trả lời: "Hay là em đuổi cổ hai anh em nó ra khỏi nhà đi. Nhà này là của em có quyền quyết định chứ." Thế nhưng Hương lắc đầu: "Không được. Cha má em mà biết thì mình không sống yên ổn với hai ông bà đâu. Họ thương Hai Lĩnh lắm." "Vậy bây giờ tính sao?" Hưng im lặng một lúc rồi đáp: "Anh yên tâm, sẽ không còn lâu nữa. Mấy tháng qua em đã lén bỏ thuốc độc vào trong thức ăn của con Trang, làm cho nó bệnh ngặt, từ từ rồi cũng chết. Xử nó xong chưa tới lượt Hai Lĩnh,
chứ nếu để hai anh em nó mà chết một lượt, như vậy dễ bị nghi ngờ lắm. Kiểm nghe xong thì khẽ mỉm cười, ông Hường vào trong lòng khen nức nở. Chàng đứng đằng sau vách cửa nghe thấy, lúc này mới nhận ra căn bệnh của mình đau đớn bấy lâu nay do chính tay chị dâu của mình đầu độc. Cô dần run người nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Cô kìm lòng lại không phải xông ra chỉ mặt đôi gian phu dâm phụ, vì cô biết sức khỏe của mình đang yếu. Nếu lỡ chẳng may họ sợ bị bại lộ, có khi còn tiên hạ thủ phi cường. Cho nên chàng đành lặng lẽ cô nén đau, lê chân quay trở về phòng. Ngày hôm sau, Hường lại đích thân bê vào cho Trang một chén canh gà nóng. Cô ta cố nặn ra một nét buồn trên gương mặt rồi thủ thỉ. Em ráng ngồi dậy ăn chén canh gà này đi, bổ lắm đây, chỉ nấu nguyên cả buổi sáng. Trang không nói gì, chậm rãi ngồi dậy, đợi ánh mắt sâu thẳm nhìn Hường. Cô không vội uống, lúc này nở ra một nụ cười lạnh như băng. Trang chậm giọng: chỉ cất công như vậy, chắc sợ tôi lâu chết hả? Hường thoáng giật mình, cô ta ấp úng: kìa, em nói gì vậy? Chàng nhếch mép rồi bỗng nhiên bất ngờ rút dưới gối ra một cây dao nhỏ, đâm mạnh một nhát vào ngay chính giữa lồng ngực của Hường. Chàng rít lên giọng đầy căm phẫn: còn khốn nạn, mày muốn thuốc tao chết chứ gì? Vậy thì tao sẽ kéo mày đi chung. Có chết chết cùng, dù sao tao cũng sắp chết. Cho nên để tao thay anh hai xử lý con vợ lăng loạn như mày, để anh ta không mang tội. Hường đau đến gục xuống, máu phun ra ướt đẫm cả toàn thân. Hà Lĩnh cũng vừa chạy vào, ông trông thấy thảm cảnh trước mắt liền hét lên: Trang, em làm gì vậy? Thế nhưng Trang đang cố dấn người bỏ xuống, còn níu lấy cánh tay của Hà Lĩnh ngăn không để cho ông bế Hường đi cấp cứu. Trang cũng cố thều thào kể lại sự việc. Hà Lĩnh ngồi im bất động vì không ngờ vợ mình lại là một người đàn bà có tâm địa độc ác xấu xa như vậy. Rồi sau khi xong chuyện nhìn lại, Hường đã chết từ bao giờ. Hà Lĩnh thương em gái vô cùng, không muốn Trang bị dính vào vòng lao lý, cho nên bày ra chuyện là Hường cũng mang bệnh tim, rồi trong lúc làm việc mệt quá mới đột quỵ chết không kịp chăn chối, phải chôn cất vội vàng không để lỡ giờ lành. Ông cũng đánh đuổi Kiểm ra khỏi nhà, lấy uy quyền cảnh cáo hắn im miệng rồi đẩy đi biệt xứ. Nhưng mấy tháng sau, vong hồn của Hường cứ liên tục hiện về để tìm anh em họ quấy phá. Cô ta gào thét khóc lóc, đập phá đồ đạc, rồi còn giết chóc cả gia súc. Hà Lĩnh không chịu nổi mới đi mời thầy về trấn yểm. Nhưng chỉ là trấn yểm tinh phách, để lại oán khí để phòng Hường hóa quỷ. Chứ ông vẫn còn lòng nhân đạo, trở lại linh hồn nuôi dưỡng bằng máu gà để tránh cho cô ta bị hồn siêu phách tán, lại còn được tự do đi đứng ở trong nhà. Hà Lĩnh coi như cũng đã chọn tình chọn nghĩa lắm, vì dù sao đây cũng là nhà của cô ta. Ông chỉ cho người làm đeo bùa phòng hộ và cho chính bản thân mình để tránh việc vong hồn của Hường tiếp cận. Hà Lĩnh còn nói dối với Mỹ về cái chết của Hường, nhưng ông chưa bao giờ kể xấu. Một thời gian sau, bệnh tình của Trang ngày càng trở thêm nặng, càng người lở loét. Hà Lĩnh mới đi tới chỗ của bà Năm mua thuốc đem về chữa trị cho em gái. Nhưng rồi cuối cùng Trang cũng không thể nào qua khỏi. Hà Lĩnh cố nén đau lòng đem chôn em gái tận phía sâu trong cuối vườn, ngày đêm nhằng khói. Mị đứng lắng nghe không hề xuất một chữ. Cô buông lòng người quay lại nhìn Hà Lĩnh run rẩy: em xin lỗi. Hà Lĩnh mỉm cười nhìn vợ, ông lắc đầu: không sao, em hiểu được anh là anh vui rồi. Hường lúc này đột nhiên rú lên, cô ta vươn cánh tay dài nắm lấy đầu của Trang, ném một cái thật mạnh ra ngoài cửa. Chỉ nghe tiếng vong hồn của Trang thét dài rồi im bặt. Hà Lĩnh cùng Mỹ đồng loạt nhìn theo rồi gọi vang trời: Trang, Trang! Hường quắc mắt, cô ta run rẩy cái miệng đang dì máu của mình rồi nói: khốn nạn, tao phải giết hết chúng mày. Nhưng cô ta còn chưa kịp lao tới, đã bị một đạo bùa vàng rực từ bên ngoài bay vào, đánh cho một đòn chí mạng. Hường kêu rú lên, đỉnh đầu bốc lên một làn khói đen ngùn ngụt, rồi sau đó bị một lực hút thật mạnh phóng ra, thu hút lấy vong hồn từ từ biến mất.
Hồng hớt hải chạy vào, đi phía sau cậu ta là một người đàn ông trung tuổi, mặc bộ đồ như thầy pháp. Trên tay còn cầm theo một cái hồ lô có dán bùa chi chít, dùng để thu phục vong ma. Hà Lĩnh mừng rỡ nói khẩn trương: "Thầy, may là thầy tới kịp." Người đàn ông đó chính là vị thầy pháp năm xưa đã giúp đỡ cho Hà Lĩnh chấn niệm oán khí của Hường. Ông ta lúc này trầm giọng: "Ngày trước tôi đã cảnh báo ông rồi, nhân nhượng cho cái ác coi chừng tự làm hại mình." Hà Lĩnh nhẹ mỉm cười, đưa ánh mắt nhìn ra khoảng không gian tối đen, dòng cùng cất lên hòa vào trong gió: "Oan oan tường báo, cái gì qua được hãy cho qua, gieo thiện duyên lành tùy vào nhân quả." Vị thầy pháp gật gù không nói gì thêm, sau đó quay người mỉm cười đi thẳng. Phong hồn của Trang cũng đã được hồi hướng, theo các vị chân sư trong chùa tu hành, chờ ngày trả dứt nợ trần để tái lai. 3 tháng sau, Mỹ báo tin vui là cô đã mang bầu. Hà Lĩnh vô cùng mừng rỡ, quyết định đón luôn cả nhà vợ về để ở cùng, cùng nhau phụng dưỡng. Gia đình họ lại quây quần hạnh phúc, viên mãn tới hết quãng đường. Chắc có lẽ cũng nhờ vào cây duyên lành mà họ đã gieo, đã phát tâm, bởi có tấm lòng hiếu sinh với ác nghiệp. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.